và số 4. Vâng, em xin chào cả nhà nhá. Em sẽ giới thiệu vườn trà số 4 cho các bác yêu trà trên mọi miền đất nước biết đến vườn trà số 4 của nhà em. Thì giới thiệu với cả nhà, đây là vườn trà số 4 em vừa trừ sâu xong. Thì đây, những cái gông sắt này, đợt này trà nó giá trị nó rất là cao. Nên là họ hay là mang về tự mang về chơi. Nên là em phải gông cái còng sắt này lại. Họ xin chứ. Đấy. Họ không, xin. Họ mượn. Họ mượn về họ chơi mà họ không trả tiền. Đấy. Nên là em phải gông cái còng sắt này lại. Để cây nọ nó gông với cây kia. Đấy. Tự nhiên là chi phí nó lên rất là cao. Nên là mọi người phải biết được rằng giá trị ra cái giá trị của cây trà to như thế nào. Bởi vì cái cây trà to như thế này nhà vườn em phải mất hơn 10 năm. Hơn 10 năm thì nhà vườn em mới làm lên được một cây trà to như thế này. Còn đây, như cây trà này nó đã rơi vào 4 đến 5 năm rồi mà nó mới được như thế này. Đấy. Thì mọi người phải biết như thế nào. Đấy. Đây là vườn trà như em là em mới bán đi có một cây bé bé thôi ở góc đây. Còn lại tất cả em chưa bán. Đấy. Bởi vì sao? Vì thực ra mà nói để trồng được một cây trà nó to như thế này nó rất là lâu mà bán thì rất là nhanh. Đấy, nên là em muốn giữ lại một ít để em làm thi thoảng em làm video quay cho các bác biết mùa này cái lộc nó lên rất là nhiều nên nó rất là lắm sâu bệnh nên là mọi người chú ý cho em là trừ sâu mùa này. Đấy, ví dụ như một lứa lộc này mọi người phải trừ là có thể là trừ kép một tuần hai lần. Đấy, trừ dẹp, trừ nấm, trừ nhẹ. Đấy, nên là mọi người để ý cho em nhé. Đấy, mùa này mọi người cứ tranh thủ trừ cho có ít thì trừ ít mà có nhiều thì trừ nhiều. Gồng hết này. Rồi. Đấy, gồng hết rồi nhá các bác nhá. Đấy. Đây là vườn trà em đang trừ sâu. Nên là các bác thông cảm em không vào quay thực tế đâu. Đây là những gốc trà bạch rất là to. Đấy. Lứa lọc này sâu, lứa lọc này rất là ấy. Đây. Đây là rắc phân đấy rồi hả? Đây là phân bột lân bột. Đấy, mùa này thì rắc lân bột thôi. Chưa em không rắc đầu trâu vì đầu trâu nó có đạm. Đấy. Thôi đứng ở đây quay thôi vì nó rất là nhiều thuốc sâu. Kia. Nhân viên nhà em đang trừ sâu. Đây, đứng ở đây quay. Đấy. Em gông hết vào rồi nhé các bác nhé. Đây lứa lọc nhà em nó lên rất là đẹp. Các bác nhìn những cái cây trà nhà em mà xanh biếc. Đấy, đây quay khắp cả cái vườn này luôn. Đấy. Đây là giới thiệu với mọi người là những cái cây trà to thì em mới gông lại và những cái cây trà bạch nhất thì em gông nó lại còn những cái cây trà nó bình thường. Thì em sẽ không gông nhá các bác nhá. Bởi vì thực ra mà nói là cái giá trị của nó cũng bình thường nên là em cũng sẽ không ấy gông. Bởi vì gông thực sự với các bác là nó rất là tốn kém. Đấy. Còn đây bắt đầu em đang trừ sâu đây. Đấy. Mọi người trừ làm sao trừ mặt trên mặt dưới cho sâu nó khỏi nó khỏi chạy chỗ khác. Rồi tại vì nếu mà cứ trừ mặt trên này thì mặt dưới nó vẫn còn cái lá thì là nó không kỹ, nó vẫn còn sống. Đấy. Mà mọi người nên nhớ rằng bắt đầu là chúm như này là mình phải trừ rồi. Bởi vì sao? Nếu như để nó ra sâu rồi thì mình khó chữa lắm. Hoặc là nấm cũng vậy. Đấy, mình phòng thủ hết. Trừ nấm, trừ sâu, trừ dẹp là các bạn cứ cộng hết lại rồi bắt trừ một lượt thôi. Chứ đừng trừ tách rồi, mất công lắm. Nhà vườn mà trừ như vậy thì chết. Đây này, lọc đang lên rất là mạnh. Đấy. Đây, nhân viên nhà em đang trừ sâu nhé các bác nhé. Đấy. Đấy, vườn trà đấy. Được đấy. Được chưa? Đấy. Là bắt đầu em em đang trừ sâu cho những cái lứa lọc lọc này. Lứa lọc này là lứa lọc bát hoa nha mọi người nhá. Hết cái lứa lọc này là nó sẽ ra hoa nên là mọi người làm sao nó chú ý cho em cái lứa lọc này. Lứa lọc này rất là quan trọng. Đấy, để bát hoa. Hoa Tết nhá. Đấy, mùi thuốc sâu rất là kinh nên em phải đeo khẩu trang lại. Đấy. Đeo thoải mái thôi. Đấy, mọi người cứ ngắm cây lọc thoải mái. Đấy, làm sao mà trừ cho mùa này là làm sao mà phải giữ được cái lá này thật đẹp. Còn đây là những cái lô hàng này là em mới rộng lên. Đây là những dòng lá diện này em mới dòng này. Vài bữa nữa bắt đầu giờ nó bén cái là em mới kéo cho nó chẽ chân ra. Đấy. Còn đây giới thiệu với mọi người, đây cũng là một cây trà rất là đẹp. Đây là một cây trà liệu để
mấy nay em làm bonsai. Cũng gồng rồi. Đấy, như con này thì em phải gồng lại vì thực ra mà nói giá trị nó cũng rất là có. Nên là em phải gồng nó lại. Một cây trà rất là đẹp cho các bác chơi. Còn cái trà giống này sao? Đấy, như những cây trà giống này thì có bán không? Có bán. Nhưng mà nó còn bé quá nên nhà vườn nuôi đến nó tầm 20 phân nữa mới bán, tầm cỡ khoảng 4 tháng nữa. 4 tháng nữa thì mình sẽ giao lưu ngoài cung đình rồi. Còn như cung đình đấy thì nhà vườn giao lưu dao động từ 200 đến 250k cho một bịch. Còn tí nữa em sẽ quay một vườn trà như thế này cho các bác. Vườn trà số 2 của nhà em. Đấy. Kết thúc đi, kỉnh lắm. Rồi, em sẽ kết thúc video ở đây vì mùi thuốc sâu rất là nhiều. Rất là nặng. Đấy. Hẹn gặp các bác ở các video khác. Đấy, cứ liên hệ trực tiếp với nhà vườn 0945 425 1082. Và em sẽ tí nữa em sẽ quay vườn số 1, vườn số 2 cho các bác chiêm ngưỡng mùa trà này. Cảm ơn các bạn đã theo dõi. Các bạn hãy bấm like, comment và hãy bấm nút đăng ký để ủng hộ cho kênh mình nha.